phản ứng của cộng đồng về GAM tại chung kết thế giới, fan thi nhau quay xe, xin lỗi Style. Trong trận mở màn chung kết thế giới, GAM ra quân với nhiều kỳ vọng khi các tuyển thủ vừa thể hiện khá tốt ở ASEAN trước đối thủ mạnh Trung Quốc. Ngoài ra, GAM hiện nay có thể xem là sở hữu đội hình trong mơ của VZ với sự bổ sung Slader, Palette. Chưa kể, đối thủ còn là Loud, một đội đến từ Brazil và chưa từng có thành tích tốt ở sân chơi quốc tế, ngoại trừ một số màn thể hiện ấn tượng tại chung kết thế giới 2022. Thế nhưng, trái ngược mọi dự đoán, GAM thất bại toàn tập ở cả hai ván. Nếu ván 1 là các sai lầm tệ hại nối tiếp nhau giúp Lao nắm giữ nhiều lợi thế để lăn cầu tuyết, thì ván 2 lại là màn gục ngã khi đã nắm nhiều lợi thế. Trong khi đấy, đối thủ thể hiện tốt hơn hẳn và chỉ có thể nói đại diện Brazil là đội xứng đáng có được chiến thắng. Đang nói, trong ngày GAM thua cuộc, tuyển thủ vốn hay hứng chịu chỉ trích là Kati lại là cái tên thi đấu đúng phong độ. Trong khi đấy, Kiaya cũng là điểm sáng hiếm hoi trong bức tranh u ám của GAM. Còn cặp tuyển thủ được kỳ vọng nhất là Slader, Palette lại thể hiện dưới sức. Thậm chí Slader còn có nhiều pha xử lý cực kỳ khó hiểu trong cả hai ván và bị cặp bóp của Lao ao trình. Ngoài ra, nhiều ý kiến cũng chuyển sang xin lỗi Style. Tất nhiên, đây chỉ là những lời đùa vui trong một bức tranh mù mịt của đương kim vô địch VZ. Bởi lẽ, bản thân GAM với Style cũng đã không có kết quả tốt. Nhưng rõ ràng, Slader, Palette chưa thi đấu đúng như kỳ vọng. Chính thầy giáo ba ngay sau đấy cũng lên một status. Kiểu này năm sau chắc còn một slot vòng play-in. Tất nhiên, bản thân Riot sẽ chưa vội rút lại hai suất của VZ. Nhưng rõ ràng, chúng ta đang thể hiện kém ấn tượng hơn hẳn các khu vực chỉ có một suất như Brazil. Và viễn cảnh không mong muốn này cũng là nỗi lo của khán giả. Ngoài ra, không ít ý kiến nhắc tới Sọp với hy vọng trong thời gian này, thần rừng Việt Nam có thể hỗ trợ GAM khi anh cũng đang ở Hàn Quốc. Bên cạnh đấy, một số bình luận từ cộng đồng phương Tây cũng tỏ ra thất vọng với đội tuyển vàng đen. GAM xuống dốc thật đấy, từ đội tuyển thỉnh thoảng gây ức chế cho mấy khu vực lớn, đến đội tệ nhất giải quốc tế. Kassante solo kill cả Ari rồi Kai'Sa trong cùng một giao tranh đường trên, đúng là rất gì và này nọ đấy. Slader đúng là đã gãy tinh thần trong pha combat đường trên. Tại sao anh ta tấn công Kassante thay vì chủ lực bên kia? Không thể nói, cơ hội của GAM đã hết. Thế nhưng, khi đối thủ phía trước là Rainbow Seven, và nếu chiến thắng, sau đấy có thể là team BDS, thì khả năng GAM vượt qua vòng khởi động đang vô cùng thấp. GAM sẽ phải tự nỗ lực để cứu lấy mình tại chung kết thế giới năm nay, cũng như lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ.